tiếp tục loạt phóng sự về cò vé bát nháo ga Sài Gòn. Từ những tư liệu mà phóng viên ghi nhận, lãnh đạo ngành đường sắt giao cuộc cho biết xử lý nghiêm, cần thiết sẽ sa thải các nhân viên có hành vi vi phạm. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, khi đây là hành vi vi phạm pháp luật, công an cũng không đứng ngoài lề. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Hiền, trưởng phòng an toàn bảo vệ an ninh quốc phòng, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong nhiều năm qua, tình trạng cò vé hoạt động tại khu vực ga Sài Gòn vẫn còn diễn ra vào các đợt cao điểm phục vụ vận tải như hè, lễ, Tết. Gần đây, thực trạng cò vé đã giảm rất nhiều kể từ khi ngành đường sắt đưa vào hệ thống bán vé điện tử trực tuyến qua các ứng dụng ví điện tử. Công ty vận tải Sài Gòn và Tổng ty Đường sắt Việt Nam, các đơn vị sở tại ga Sài Gòn đã nắm bắt được những vấn đề này và thường xuyên phối hợp với chính quyền đưa ra các giải pháp, đồng thời là tăng cường hướng dẫn hành khách đến ga mua vé đi tàu. Với nạn nhân cò vé phản ánh, bà Trần Thị Hồng Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 9 cũng cho biết, trong những năm gần đây, tình trạng cò vé ở ga Sài Gòn còn diễn biến khá phức tạp. Thì chính quyền địa phương, ủy ban dân phường cũng đã có chỉ đạo công an phường theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn và để thực hiện các cái biện pháp để ngăn chặn các cái cò vé tại đây. Thế thì tình trạng này cũng đã tạm lắng xuống. Trong thời gian sắp tới thì chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo công an phường cùng các cái lực lượng chức năng phối hợp với lại ga Sài Gòn để chấm dứt các cái tình trạng này, để giữ mỹ quan đô thị tại ga Sài Gòn trong thời gian sắp tới. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản của hành khách đến ga mua vé đi tàu. Công ty đề nghị công an phường 9, quận 3, chính quyền địa phương tiếp tục sàng lọc cò vé để phường thực hiện theo dõi, giám sát đặc biệt. Kiến nghị cấp trên có các biện pháp chế tài, xử lý vi phạm ở mức cao hơn để răn đe các cò vé. Công ty cũng mong muốn chính quyền cần có hướng giải quyết tạo công ăn việc làm cho các cò vé để đảm bảo cuộc sống, vì những người này đang thất nghiệp. Theo ghi nhận của phóng viên, dù không tập trung đông như dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhưng các cò vé vẫn xuất hiện tại các địa điểm quen thuộc, gồm các cửa hàng thức ăn nhanh và các cổng của ga Sài Gòn. Cụ thể, đây là hình ảnh hồi đầu tháng này. Hai cò vé và một nhân viên đường sắt mời một phụ nữ mua vé vui ngay trước sân ga Sài Gòn. Cũng hai người này, chiều tối 7 tháng 6, chúng tôi tiếp tục ghi nhận xuất hiện tại khu vực ga Sài Gòn. Trong đó, người phụ nữ tên Linh đang liên tục gọi điện trao đổi với hai vị khách. Tuy nhiên, giao dịch bất thành, hai vị khách cũng rời đi. Mọi hành động gian dối bị phát giác, nhóm cò vé và nhân viên thông đồng vi phạm cũng chẳng dám lộng hành. Nhưng có lẽ việc ngăn chặn này chỉ trong thời gian ngắn. Để nghiêm túc chống tiêu cực bao khách lên tàu, thì việc ứng dụng công nghệ số trong kiểm soát vé tàu phải nhanh được triển khai. Có như thế, cò vé hết dằn 7 người.